Từ trước tới nay thì phải công nhận một điều là tụi mình cũng ít làm về những con laptop MSI. Có thể là tụi mình đã biết những con MSI qua những dòng như là GF, GS hoặc là G vân vân, mây mây, bla bla các kiểu con này đều. Ngày hôm nay thì tụi mình sẽ đem đến cho các bạn một phiên bản mới được thay đổi rất là nhiều đến từ cũng là thương hiệu MSI luôn. Đó chính là con MSI Bravo 15,6 inch. Và chào mừng các bạn đã quay trở lại với TechNew. Và bây giờ thì tụi mình cũng bắt đầu video luôn nhé. Ok, thì đầu tiên như mọi chiếc laptop khác thì mình sẽ nói về phần thiết kế của con Bravo 15,6 inch này trước. So với lại những con laptop đời trước của MSI, chúng ta sẽ có một logo của con rồng màu đỏ hoặc là dòng chữ MSI ở nằm ngay giữa của nắp mặt A đối với là những dòng laptop phổ thông. Thì giờ đây nó được đổi lại thành một con chim ưng hoặc là một con đại bàng với họa tiết cách điệu là hiệu ứng kim loại bóng. Mình thấy được một cái sự nâng cấp rất là tốt, đó là giờ đây nó đã chuyển sang cái mặt nhôm xước, sờ vào cho cảm giác rất là chắc tay, rất là cứng cáp, nó không có bị tình trạng flex. Ở phần mặt trước của con MSI Bravo này thì mình thấy là nó có một cái khe đẩy gió tương đối khá là lớn. Tuy nhiên điểm trừ của nó là nó chỉ có một cái khe đẩy gió ra bên ngoài ở phần hông trái mà thôi, phần hông phải của nó thì nó sẽ không có cái khe đẩy gió đó. Mặc dù với cái số lượng khe đẩy gió đi khá là ít, tuy nhiên trên cái con MSI Bravo 15 này thì nó được trang bị là 6 ống đồng. Trong đó thì 3 ống đồng dành cho CPU và 3 ống đồng dành cho GPU, nhưng mà sẽ có một ống đồng chung giữa CPU và GPU sẽ chung với nhau. Ok, và đó là tất cả những gì mà mình có thể chia sẻ với các bạn về phần mặt A của chiếc laptop này. Tiếp theo đó là về phần màn hình cũng như là phần mặt B của con MSI Bravo 15 này. Thì như các bạn có thể thấy được là ở phần cạnh trên chúng ta sẽ có một cái webcam. Đây là phiên bản thấp nhất của con MSI Bravo 15. Nó sẽ có mức giá khởi điểm vào khoảng là 20.490.000. Và phần link mô tả sản phẩm thì mình sẽ để phần mô tả để cho các bạn, nếu có nhu cầu các bạn có thể nhấp vào. Quay trở lại thì chiếc màn hình ở trên cái con MSI Bravo 15 này, vì đây là cái con dòng khởi đầu của nó, cho nên nó sẽ có cái tần số quét màn hình là 60Hz thay vì là 120Hz hoặc là 144Hz so với lại những cái con có cấu hình cao hơn một chút xíu. Mặc dù vậy thì nó vẫn được trang bị tấm nền IPS và được thừa hưởng công nghệ AMD FreeSync Premium. Và kế tiếp thì phần cạnh dưới chúng ta sẽ có một cái dòng chữ MSI nằm ở giữa của màn hình. Qua tới phần mặt C thì nó vẫn được trang bị cái chất liệu đó là kim loại, và nó được tạo cái hiệu ứng nhôm xước rất là đã, rất là tuyệt vời. Và khi mình sử dụng thì nó không có cho cái cảm giác ọp ẹp. Mặc dù vậy thì cái phần kê tay thì nó không có cho cái cảm giác flex. Tuy nhiên ở cái phần từ giữa bàn phím đổ lên thì mình cảm giác được là vẫn có hiện tượng bị flex nhẹ một chút xíu. Mình không chắc là cái phiên bản cấu hình cao hơn thì nó như thế nào. Tuy nhiên là đối với lại phiên bản cao hơn thì mình sẽ có test cấu hình và mình gửi đến các bạn những cái bài đánh giá chuyên sâu hơn ở những phần tiếp theo. Cái phiên bản MSI Bravo 15 mình trên tay đang có ở đây thì nó sẽ được trang bị cấu hình là CPU Ryzen 5 4600H kèm theo đó là 8GB, và cuối cùng đó là kẹp màn hình là RX 5300M. Về phần cạnh trái của máy thì chúng ta sẽ có một cái cổng sạc chân kim và một cái cổng HDMI. Về phần cạnh phải thì chúng ta sẽ có một cái cổng khóa Kensington, một cái jack RJ45, hai cổng USB Type-C, và mình cũng không biết là đây là chuẩn kết nối gì, đây là USB Type-C 3.1, 3.2 hoặc là Thunderbolt 3. MSI không hề để cái ký hiệu của cái chuẩn kết nối ở trên đây cho nên là mình cũng không có biết được. Tiếp theo đó thì chúng ta sẽ có thêm hai cổng USB 3.1 Gen 2 và cuối cùng là một cái lỗ cắm 3,5mm để có thể cắm tai nghe cũng như là micro. Nói một chút về cái hành trình phím khi mà mình gõ thử cái con MSI Bravo 15 này thì nó cho một cái cảm giác khá là nông, nó không có một cái hành trình phím quá là sâu đâu. Thì mình nghĩ chắc khoảng là 1,2 cho đến 1,5mm, và cái cảm giác gõ lướt nó rất là tuyệt vời.
nó không phải giống như là những cái laptop gaming của những hãng khác gõ quá sâu, thì đây cũng là một điểm mà các bạn nên cân nhắc nếu như các bạn muốn mua MSI Bravo 15. Bên cạnh đó thì cái phần trackpad cũng là một cái nâng cấp khá là tốt. Mình di thì có cảm giác là nó mướt hơn, trơn hơn, nhưng mà đối với một game thủ thì mình nghĩ là chắc cũng không sử dụng nhiều lắm đâu. Tuy nhiên với những trường hợp mà các bạn không có chuột thì cái con trackpad trên con MSI Bravo 15 này nó hoàn toàn có thể đáp ứng được cho bạn rất là tốt ở nhiều nhu cầu. Điểm đáng khen tiếp theo của MSI Bravo 15 nằm ở phần bàn phím, đó là những ký tự của nó. Giờ đây nó được làm lớn hơn ở một số những phím yêu cầu lớn hơn, ví dụ như là phím điều hướng chẳng hạn. Thì đối với là những cái phím của hãng khác thì mình thấy là cái phím điều hướng của nó, hai phím trái phải của nó rất là lớn, nhưng mà hai phím lên xuống của nó thì rất là nhỏ. Tuy nhiên MSI Bravo 15 thì cũng đã khắc phục được điểm này. Và mình không biết được là cái phiên bản 17 inch thì nó có cái phần trackpad hay không. Tuy nhiên ở trên cái con MSI Bravo 15 này thì nó chỉ gần như là một cái layout của bàn phím TKL, tức là nó sẽ có điều hướng, nó sẽ có home and bay down. Mình thật sự rất là muốn làm tất cả mọi thứ để mà gom vào một cái video clip dành cho các bạn. Tuy nhiên là MSI là một hãng mà lâu rồi mình cũng chưa có trải nghiệm, cho nên là chắc là mình sẽ xài thêm khoảng một vài ngày và sau đó gửi đến các bạn một cái đánh giá về hiệu năng chi tiết nhất có thể. Ok, và vẫn như mọi khi, nếu như xem xong video này các bạn cảm thấy video này hay và hữu ích thì đừng quên nhấn nút subscribe cũng như là click vào nút chuông nhỏ phía bên cạnh nút sub để không bỏ lỡ bất kỳ video clip nào tụi mình ra trong tương lai, và cũng như là để bọn mình có thêm nhiều động lực làm các video khác hay hơn và hay hơn nữa nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo. Mình là Châu Cao Bảy.